Qua cái cách thể hiện của chị á, ở thế hệ 4.0 này chủ đề nó khá phức tạp luôn chị, á. Chị theo chị là đẹp ok hay là nết ok? Cái nết chứ em. Cái nết hả? Bây giờ em thử em đẹp mẹ mở chị mắc cúp làm gì vậy? Chị mắc chị khỏi mắc cúp. Thì mình quan trọng cái nết, cái duyên dáng bên trong của mình thôi. Mình vẽ eyeliner. Tới đây là thấy thua rồi đó. Ủa vậy hả? Mình một tí. Quên. Trời ơi. Không có được cãi nhau. Tuy là tụi mình là cái đẹp là đánh chết cái nết, nhưng tụi mình phải bảo vệ cái chuyện mà cái nết đánh chết cái đẹp. Không, ba tụi mình là vừa có nết vừa có đẹp. Đúng. Nhưng tài mà bây giờ an toàn. Đúng rồi. Ai mà làm lại mình và cái sự hoàn hảo của tụi mình, giữ bí mật tất cả những điều này. Ai mà biết mình đẹp đâu? Không ai nói. Bây giờ xin được trân trọng giới thiệu một người bạn tri kỷ, một người anh thân thiết và Khả Như mới được quen. Đó chính là anh Nam Trung, xin mời. Đầu tiên xin gửi lời chào tới quý vị khán giả trong đang xem chương trình Tài Tám Tếu và xin chào Tam Ca. Ba con mèo. Dạ, con mèo. Ba con mèo. Mà nghèo luyện thanh. Dạ. Là hát dở đó. Hết tôi rồi. Will thì anh không nói rồi đó, mà anh thấy ở đây nói với Trần Vinh quá. Anh cũng đang rất là lo. Anh lo lắm à? Bởi vì tụi em nói là thời đại 4.0. Mà 4.0 là của bọn em. Còn anh là chấm cái là không có gì hết luôn. Không phải đâu anh ơi. Tại sao mà mọi người quyết định mời anh đến với cái chủ đề ngày hôm nay? Bởi vì anh luôn luôn có những cái điều mà nó rất trend. Có nghĩa là cái nhìn của anh về cái tất cả mọi thứ của anh nó rất trend. Nhưng anh trend sao lại tụi em? Thôi ơi. Trời ơi. Điên hả? Đón xem Tài Tám Tếu 19 giờ Chủ nhật trên HTV7, 19 giờ 30 Chủ nhật trên YouTube Madison Media Group.